Anh em nào muốn làm giàu lên ngay Saver88.min, hệ thống chẵn lẻ Momo tự động 24/7, nhiều mini game trả thưởng cực cao. Đường link mình ghi dưới phần mô tả nha. Dâu dâu dâu, bà con sâu. Chào mừng năm, chào anh em đã quay trở lại cùng với Amenzi trong C bình luận PK lên server. Và đây là BF Gần Vì đến từ server Taiwan với chế độ Bát Môn anh em nhá, hay còn biết đến với tên gọi khác đó chính là chế độ Smug. Cũng đừng quên 30 giờ hàng ngày đang chạy bên dưới màn hình của bạn, 11 giờ, 15 giờ và 19 giờ. Em nhớ theo dõi và ủng hộ. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với game đấu đầu tiên ở trong clip này. Và cùng chờ đợi xem đối thủ của chúng ta sẽ là ai. Mai đến từ server 159. Đây là con Mai vơi đấy nha, đúng không? Đây là một con Mai vơi đấy nha. Athena. Sử dụng súng móc lại đi lấy Athena. Áo lòi nhở. Hơi bất ngờ lấy Athena nhìn này đấy. Hơi bất ngờ về nhịp lấy Athena trong phát vừa rồi. Giờ này để nhà Sony không biết đúng hay sai. Vậy là nó không thèm lấy cả Sumi luôn anh em ạ. Đáng sợ nhỉ. Đáng sợ. Cứu hồn hay là đánh kiểu gì ta? Không cứu hồn cứ khéo rồi nhỉ. Cứu sập công. Đánh này sợ gì nói nhỉ. Tắc thì anh em nhỉ, cứ túc ta túc tắc thôi. Cuộc sống có lúc sông có khúc, người có lúc túc ta túc tắc, xong đến đâu nữa. Sông có lúc người có khúc. À quên, sông có khúc người có lúc. Nó chính xác, nó là như vậy anh em nhỉ. Maxima đẩy lên à? Không, vậy là không tìm đến đẩy Maxima lên. Rất ảo ma Canada. Rất ảo ma Canada. Sao nó không giảm nộ con kia nhỉ? Có rằng độc chiêu một ba số thì giảm nộ con ra siêu. Mà này lại không giảm nộ con ra siêu, cười điêu điêu. Náo tuét nè. Mầm mà được tí ít à? May mà tỉnh táo đấy nhỉ. May mà tỉnh con sờ táo đấy. May thì tạc mỏ nó nộ. Bỏ cho nó nổ à? Hợp lý chưa nhỉ? Hợp lý chưa nhỉ anh em nhỉ? Ô chi nhỉ? Ai chết rồi. Đúng người cần thế này lại giải với đúng người có ấy. Đèn dành cho bạn quá đi, đèn dành cho bạn quá đi. Quá đèn dành cho bạn đúng không? Thì giải cho đúng người có thế này thì bạn chống thế nào được? Giải đúng cho người cần luôn. Một tình huống sơ mi vào, uầy, wow, nó còn zero với cả ấy cơ à? Sai nhỉ. Bacami. Doi, koi. Sore.
tỉnh táo đấy à, ấy hả, hồi sinh từ O chi à, cũng muộn rồi em, hồi sinh nhịp này thì cũng muộn rồi, hồi sinh nhịp này thì cũng chả giải quyết vấn đề gì nữa đâu anh nhỉ, khi mà mình đã có quá nhiều công cụ để giành chiến thắng ở đây, đối thủ quyết chứ không phải là chiến thắng dành cho mình, 1-0 dành cho BF Gunvy và chúng ta cùng hướng đến game đấu tiếp theo. Ai sẽ đối thủ tiếp theo đây anh em ơi? Đối thủ tiếp theo mà chúng ta phải đối đầu trong clip này đó là Init 02 Rumor đến từ server 74 với 808 điểm. Tachibana, Init Kula, Athena, Gonit, Karate, có lựa chọn phết nhỉ. Nhiều con hàng thật sự là đáng sợ. Chọn anh em. Mình có bỏ qua Krauser không? Hay là nó sẽ lựa chọn Krauser hay là Kasumi? Không, mình vẫn nghĩ là Gonit, Krauser với Kasumi thôi nha. Ba con đó. Ủa? Gì vậy? Gì vậy? Ủa? Gì vậy? Sao lại mẹ mục đích gì nhỏ, mẹ mục đích ghê đấy anh em ạ, không thể nhìn lơ với nó được anh em ạ, này nó muốn chém chắc ba mình nhìn, mục đích của nó là gì nhỉ, Victory với cả cờ, ta chỉ là Okio cho nhịp kia. Vẫn chưa nhìn ra được mục đích của thằng này anh em ơi. Chúng ta vẫn chưa nhìn ra được mục đích của thanh niên này đâu. Ủa sao lại thích thế nhỉ? Nhiều khi em không buồn tin. Tại sao lại bịch như vậy? Tại sao lại bịch Teddy với Tokyo. Khó hiểu. Mình cứ nghĩ nó lấy 2 trong 3 con đấy nhưng nhầm. Nhỏ sao lại lấy con đấy. Con đá. Con đá nào. Vậy không có cú đá nào cả. Ảm ma thế nhỉ. Mọi thứ nó đang vượt khỏi tầm suy nghĩ của mình nhỉ. Mọi thứ đang vượt khỏi tầm suy nghĩ của mình. Mình dùng cái này khác gì mình tự yếu ý cho nó anh em. Đúng không? Mình đã không hiểu được đối thủ thì mình cũng không cho đối thủ hiểu mình. Thế nó mới đáng sợ rồi nhỉ? Đúng không? Không cho ai hiểu ai. Tại sao chúng ta không hiểu nhau? Đây là bài hát chúng ta không hiểu nhau đến từ BF Gunvy và thành viên Init này. Bài hát rất khó chịu. Bài hát chúng ta không hiểu nhau. Mẹ, ảo ma nhỉ? Chúng ta không hiểu nhau. Chúng ta không hiểu nhau, rất khó hiểu. Đấy. Bài hát chúng ta không hiểu nhau. Rất khó hiểu, vâng, cực kỳ khó hiểu. Đến bây giờ tôi vẫn đang chưa hiểu lắm. Đấy anh em thấy không, ảo ma thực sự luôn nha. Rất khó hiểu. Đến tận thời điểm bây giờ tôi vẫn đang không hiểu. Mệnh khó hiểu thật sự ấy.
muốn sử dụng combo Kyrid và Tachibana Ukyo à? Quá, tính toán đồ hàng dã man thật anh em ạ. Kinh điển đấy, tính toán tôi làm kinh điển tổng đấy nhỉ. Được những đối thủ khó hiểu làm chúng ta cũng rơi vào những trạng thái khó hiểu, đúng không? Gặp những đối thủ khó hiểu đưa chúng ta vào những trạng thái vô cùng khó hiểu. Tí nữa thì thua ngược anh em, quả đấy mà không choán con Kula khi thua ngược thật sự anh em, đúng không? Nó ba đam như vậy thì mình chống thế nào được? Khó hiểu, gặp những thanh niên khó hiểu làm cho chúng ta cảm giác khó hiểu rồi, kiểu cảm giác không biết là đối thủ đang suy nghĩ cái gì, dãi như đầu óc của nó mẹ mày kinh dị thật, không biết là trống rỗng nó cố tình hay nó giả vờ nữa. Cùng đến với game đấu số 3, cùng đến với game đấu số ba, Zoom, Smack, Limit. Ôi giờ mình bị ngu à? À ừ, thằng này cứ chấp 14 mà. Ờ mạnh lại một tình huống khó hiểu nữa. Vãi thật. Mình làm hai thanh niên khó hiểu. Trần đời gặp hai thanh niên có những lối pick khó hiểu thật, thì hay mục đích của nó là gì nhỉ? Bọn này nó là âm mưu gì vậy? Thằng khẳng định với các bạn là bọn này có một cái âm mưu vô cùng to lớn nhỉ? Mình có thể khẳng định với các bạn là bọn này nó có một cái âm mưu to lớn thực sự luôn. Âm mưu của bọn này rất đáng sợ đằng khác. Sợ thật sự luôn, không thể chủ quan được anh ạ. Cái tướng dị họ phòng thanh đánh như trẻ trâu, không chết á, bị con mệnh ấy nhỉ. Mày lấy gì ra để mày tự tin đến như vậy nhỉ? Mày chỉ dựa vào 3.000 máu mà nó tự tin đến như vậy luôn anh em ạ.
Đấy, gặp hai thanh niên này khó hiểu là mình cũng rơi vào một trạng thái hoảng loạn. Khó hiểu thật sự luôn nha. Khó hiểu mẹ. Và cuối cùng là MNG vậy nhúng tay vào, nhúng tay vào nồi dầu và bỏng tay luôn anh em ạ. Gặp hai đương nhiên khó hiểu, đôi khi là chúng ta hơi bất ngờ đúng không, đôi khi chúng ta bắt bài đối thủ nhưng gặp hai đương nhiên thì khó bắt bài. Những lối đánh nó hơi dị một tí, nó có cái suy nghĩ nó hơi khác một tí, làm chúng ta hơi bỡ ngỡ một tí, nhưng không sao, chắc chắn là chúng ta sẽ quay trở lại trong một vài clip khác để bắt top với thanh niên dị hợp này mới được. Hẹn các bạn anh em trong clip tiếp theo, bye bye, see you again. Tại sao lại bye bye anh em hỏi, đánh được 3 ván bye bye nó hết từ còn đâu nữa đúng không, thì đã bây giờ đánh thường, đánh luyện tập à đúng không. Hẹn gặp lại anh em nhá, bye bye.